xin chào. Viện Pháp sẽ giới thiệu với các bạn về bài thi nói DELF B2 và giải thích chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn về kỳ vọng của ban giám khảo đối với bài thi này. Các bạn có 30 phút để đọc tài liệu và chuẩn bị nội dung cho bài nói của mình. Phần đầu tiên của bài thi nói DELF B2 là độc thoại trình bày và bảo vệ quan điểm. Bạn sẽ tự độc thoại trong vòng 5 đến 7 phút. Các bạn không nên đọc phần chuẩn bị của mình, mà nên diễn đạt nói các ý rõ ràng cho ban giám khảo. Bonjour, bienvenue à l'épreuve de production orale du DELF B2. D'abord, vous allez faire votre présentation et ensuite nous vous poserons des questions. Oui, d'accord. Je vais vous parler d'une situation à laquelle sont confrontés de plus en plus les établissements scolaires. Il s'agit de l'utilisation croissante et parfois abusive des téléphones portables. Bạn phải bắt đầu bằng cách đưa ra các vấn đề tranh luận được đặt ra trong chủ đề mà bạn đã lựa chọn. Giải thích lý do tại sao các vấn đề này có thể chia rẽ quan điểm của mọi người và tạo ra những ý kiến trái chiều như vậy. Des téléphones dans l'établissement. Bạn phải trình bày ý kiến của mình về vấn đề này và phát triển nó bằng cách sử dụng các lập luận và ví dụ. Các bạn lưu ý nhé, trình bày quan điểm ở trình độ B2 không chỉ đơn giản là nói tôi ủng hộ hay phản đối. Điều mà chúng tôi chờ đợi ở các bạn đó là phải biết đánh giá một cách chủ quan lập luận mà bạn đưa ra trước khi phát triển nó. Même si cette démarche est motivée par de bonnes intentions, c'est-à-dire la possibilité pour tous d'étudier dans de bonnes conditions, on peut se... Trình độ B2 đánh giá khả năng thí sinh biết cách sắp xếp ý tưởng qua những từ nối chuyển ý ở trình độ cao, nói premièrement, deuxièmement, ou tout d'abord, ensuite, enfin là không đủ để được xếp hạng B2. Bạn phải sử dụng các từ nối chuyển ý để thu hút sự chú ý của ban giám khảo. Cũng cần sử dụng các từ nối cấp độ B2 như alors que, même si, non seulement, mais aussi để có thể diễn đạt các ý phức tạp. Tiếp đến, các bạn sẽ đến với phần thứ hai của bài thi, phỏng vấn với ban giám khảo. Các giám khảo sẽ đặt một vài câu hỏi để bạn có thể phát triển các ý mà bạn đã nêu ra trong bài. Loạt câu hỏi đầu tiên cho phép thí sinh làm rõ các ý trong phần trình bày của mình. Các bạn hãy cố gắng diễn đạt các ý một cách mạch lạc, rõ ràng và thu hút nhất. Bạn cũng nên tận dụng những câu hỏi này để thể hiện rằng bạn có vốn từ vựng phong phú với các từ đồng nghĩa hoặc diễn đạt lại câu theo cách khác. Một mẹo nhỏ hữu ích đối với câu hỏi của ban giám khảo, các bạn đừng chỉ trả lời oui hoặc non hoặc là lặp lại y nguyên những gì các bạn đã nói trong phần độc thoại. Nhóm câu hỏi thứ hai sẽ giúp các bạn thể hiện khả năng bảo vệ quan điểm cá nhân của mình. Ban giám khảo sẽ đưa ra ý kiến trái chiều với bạn. Hãy nắm bắt cơ hội này để thể hiện khả năng củng cố, bảo vệ quan điểm cá nhân của mình hay nhượng bộ, phản đối hoặc để thuyết phục ban giám khảo. Một lưu ý nhỏ, ban giám khảo sẽ đánh giá cao nếu bạn có khả năng sửa lại lỗi sai đã mắc phải trong bài nói của mình. Xuyên suốt phần thi nói của mình, thí sinh phải thể hiện năng lực ngôn ngữ của mình với ban giám khảo bằng cách sử dụng các từ vựng chính xác, đa dạng, sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp, nên kết hợp nhiều yếu tố và đa dạng các thì, cũng nên thể hiện khả năng nói trôi chảy, mạch lạc và đặt câu dài mà không gặp khó khăn.
Một lưu ý cuối cùng, bài thi nói DELF B2 cho phép đánh giá khả năng thí sinh giải quyết các chủ đề trong các vấn đề tranh luận kiểu Pháp thông qua việc tôn trọng phương pháp lập luận và trình độ ngôn ngữ đạt tới B2, tức là tương đương với trình độ ngôn ngữ ở bậc đại học.